các bạn đang nghe truyện ngôn tình Mạc Phụ Hằng Hạ, tác giả Đinh Mặc. Tập 9. Xung quanh yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào. Trong lòng Lâm Mặc Thần thật ấm áp. Trong lòng Mộc Hàng Hạ chấn động, trống rỗng. Cô nở nụ cười nói, Jason, anh làm gì vậy? Chẳng lẽ anh còn cần sự ấm áp sao? Lời này không hề dễ nghe với Lâm Mặc Thần. Anh tỉnh bơ buông cô ra, nhưng nhân tiện cầm luôn tay cô hỏi, còn lạnh không? Em còn đang bệnh. Tiếng nói trầm thấp ngay bên tai Mộc Hàng Hạ. Cô không nghĩ ngợi, lập tức rút tay ra đáp, không sao. Tay anh rơi vào khoảng không, vẻ mặt không đổi. Hai người chen trên đống quần áo, thực sự rất gần nhau. Hằng Hạ lấy tay chống định đi xuống, Lâm Mặc Thần lại nhún vai, không cho cô nhúc nhích. Sau đó anh nhảy xuống trước, người này cao chân dài, động tác này thật nhẹ nhàng. Xuống đây. Cô nhảy xuống, anh đỡ lấy lưng cô, nhưng khi tay anh đụng tới thắt lưng cô, cô lại cảm thấy run rẩy, cảm thấy lực cánh tay không thích hợp. Còn khi ngẩng đầu lên, lại thấy da mặt anh lạnh lùng, tay cũng đã buông xuống. Vì thế, Mộc Hàng Hạ nghĩ, có lẽ là do cô quá nhạy cảm, rốt cuộc là trong lòng cô có quỷ. Hai người đi ra khỏi kho hàng, Hàng Hạ hỏi, bên ngoài không xảy ra chuyện gì chứ? Trừ em ra, còn có thể xảy ra chuyện gì đây? Lời này hơi kỳ quái, Hàng Hạ liếc nhìn anh ta một cái. Nhanh chóng gặp mấy đồng nghiệp, Phương Công cũng ở đây, Lâm Mặc Thần nói với cô ấy, chăm sóc Summer. Sau đó liếc nhìn Hàng Hạ, rồi cùng mấy đồng nghiệp nam đi trước xử lý chuyện còn lại. Nhìn theo bóng dáng anh, cô vừa mệt mỏi vừa khó chịu, dựa vào người Phương Khôn. Xin lỗi, làm cho chị lo lắng. Phương Khôn vội nói không sao, giúp cô đi ra ngoài. Bóng đêm lạnh lẽo, yên tĩnh, hai người đi dưới màn trời đen một lúc. Phương Khôn nói, Summer, em không biết Lâm Tổng quan tâm em nhiều như thế nào đâu. Vừa rồi không tìm thấy em, sắc mặt anh ấy vô cùng khó coi. Bọn chị chưa từng thấy bộ dáng anh ấy như vậy, quả thực là giống như muốn giết người. Cô liếc nhìn chị ấy, chợt nở nụ cười. Vậy chị cũng không biết, Jason vốn là người mặt lạnh tim nóng sao? Trước kia em cùng làm siêu thị với anh ta ở thành phố Giang. Siêu thị bọn họ có công nhân bị bệnh. Ngoài miệng anh ta không nói gì, nhưng trong lòng rất quan tâm. Thực ra anh ấy tốt với mọi người lắm. Lời này chỉ là cô nói mò. Tuy Lâm Mặc Thần không bạc đãi công nhân, nhưng rất quan tâm ư, làm sao có thể chứ? Nhưng Phương Khôn bị cô gạt, sửng sốt. À, như vậy sao? Rồi cô ấy khẽ nói thầm. Thực sự không thể nhìn ra. Đúng vậy. Hàng Hạ đáp, ngẩng đầu nhìn sắc trời bằng bạc phía trước. Trời cũng sắp sáng rồi, không thể ở lại ký túc xá. Đêm nay Hàng Hạ được đồng nghiệp đưa đến khách sạn. Một mình cô một phòng, nằm trên giường trống trải, lại không ngủ được. Lăn lộn một lát, di động có tin nhắn. Đang ngủ sao? Hàng Hạ cũng không biết anh ở nơi nào, bận chuyện gì. Cô cuộn kính chăn trả lời. Không có, bên kia anh đã xử lý xong chưa? Lại thấy Lâm Mặc Thần trực tiếp gọi lại. Anh hỏi, sao còn chưa ngủ? Hàng Hạ nghe tiếng nói hơi lộ sự vắng vẻ của anh, biết anh còn đang ở bên ngoài, đáp. Ngủ đây. Anh im lặng một lát nói, anh còn một số chuyện phải xử lý, nếu có chuyện gì hoặc không thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Hàng Hạ nắm di động, im lặng mấy giây, nở nụ cười nhạt. Cảm ơn, nhưng tôi gọi cho anh làm gì? Anh cũng không phải bác sĩ, gọi cũng không có tác dụng. Anh lại thản nhiên. Sao em biết là vô dụng? Thầy thuốc khắp nơi đều có hai chân, Lâm Mặc Thần có mấy cái. Nhớ nhé. Anh nói xong, sau đó cúp điện thoại. Hàng Hạ nghỉ ngơi ở khách sạn một ngày, hôm sau nữa mới đến công ty, lại biết được Lâm Mặc Thần đi công tác ở Bắc Kinh. Nghe nói chuyện đêm đó xử lý rất thuận lợi, không ít người gây sự bị cảnh sát bắt được. Tạ Lâm cũng bị đưa đến cục cảnh sát điều tra. Không rõ chuyện sau đó lắm, Lâm Mặc Thần muốn đi tiếp xúc với một số người đầu tư mạo hiểm, bởi vì phong thần phát triển rất thuận lợi,
giá trị thương hiệu đã lên đến 100 triệu. Nếu tiếp tục được rót vào nguồn vốn lớn, tốc độ phát triển sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Giá trị con người của anh càng tăng cao. Hai ngày anh đi công tác, cô linh cảm anh sẽ gọi điện thoại, nhưng không có. Anh không liên lạc với cô, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Trên thực tế, Lâm Mặc Thần đang ngồi trong tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh. Sau khi làm xong việc, một mình bưng cà phê đứng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh toàn thành phố, lòng luôn nghĩ đến cô. Anh lấy di động ra, nhìn dãy số của cô, rồi cười bỏ vào trong túi. Hằng Hà ở tạm khách sạn ngay gần công ty, nhưng chỉ có một mình cô ở đấy. Phương Khôn và mấy đồng nghiệp từ Bắc Kinh tới đều ở một khách sạn khác. Cô nghĩ là không đủ phòng nên cũng không hỏi nhiều. Hôm nay tan làm, cô đi bộ về khách sạn. Trên đường đi qua một cửa hàng trang phục khác, cho dù là nhãn hiệu nổi tiếng trong nước hay là nhãn hiệu của Dung Duyệt, có thực lực cực mạnh ở khu Tây Nam rộng lớn, lưu lượng khách đều kém so với Phong Thần. Điều này khiến cho lòng cô âm thầm vui sướng. Nhưng nghĩ đến sự nghiệp ngày càng lớn của Lâm Mặc Thần, trong lòng không hiểu sao lại có chút trống rỗng. Gió đông khẽ thổi, ráng chiều lành lạnh. Cô chậm rãi bước đến bên đài phun nước ở cửa khách sạn, đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở giường qua. Anh đã trở lại, mặc áo bành tô, một thân nhiễm gió bụi, đứng ở đó gọi điện thoại. Anh cũng thấy cô đi ngang qua anh. Jackson! Anh gật đầu, dù đang gọi điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người cô. Ăn cơm đi. Anh dịu dàng dặn dò người đầu bên kia. Cô cười, xoay người muốn lên lầu trước, ai ngờ anh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay cô, sau đó cúp điện thoại. Là em gái anh, em gái ruột. Anh có em gái? Cô hơi bất ngờ. Đang ở thành phố Lâm, năm nay học cấp 3. Về sau, hai người sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Theo bản năng, Hằng Hà cũng không nghiên cứu ý nghĩa trong lời nói của anh, nhưng nghe thấy là em gái, trong lòng cô cũng thoải mái. Vâng, anh về khi nào? Vừa về, đi ăn cơm thôi, có chuyện muốn bàn với em. Thực ra Hằng Hà cũng chưa ăn cơm tối, nhưng cô đứng yên không nhúc nhích, cô không muốn ăn cơm riêng với anh. Tôi ăn rồi, nếu không, anh ăn trước đi, ăn xong rồi bàn chuyện. Anh nhìn cô thản nhiên nói. Không sao, anh là ông chủ, anh ăn cơm, em cũng phải ở bên cạnh bưng trà rót nước cho anh. Cô lại phải đi theo anh lên xe. Trước kia, khi ăn cơm cùng anh ta luôn ở tiệc tùng hoặc nhà ăn xa hoa, nhưng không ngờ hôm nay anh lại mang cô đi một cửa hàng nhỏ, nằm ở giữa khu dân cư, cửa hàng không lớn, trang trí bình thường, bên trong tổng cộng chỉ có 5 bàn. Bọn họ tới sớm, trong cửa hàng còn chưa có khách. Chừng nào thì anh tiếp đất thế này? Tôi đứng cùng em đã là tiếp đất rồi. Chẳng lẽ em quên trước kia tôi cũng là người thành phố Lâm sao? Khi tôi sinh ra đã có cửa hàng này rồi. Khi hai người nói chuyện, ông chủ kiêm đầu bếp niềm nở mang thực đơn tới cho bọn họ. Lần đầu tiên thấy Lâm tiên sinh mang bạn đến đây. Trong lòng cô hơi dao động, ghé vào bàn, mỉm cười với ông chủ. Ngồi trong cửa hàng nhỏ cũng như ngồi trong khách sạn 5 sao, dáng vẻ ung dung, anh vừa xem thực đơn vừa đáp. Không phải người có quan hệ thân thiết, tôi sẽ không mang đến đây. Cô vội nói, đúng vậy, tôi là tâm phúc của ông chủ. Anh liếc nhìn cô, im lặng. Bữa cơm này ăn rất ngon miệng, thứ nhất tay nghề của ông chủ quá thực rất tốt, Hằng Hà ăn rất nhiều. Anh cũng giống như trước kia, mỗi khi thấy cô ăn ngon miệng, luôn bị cuốn hút, khẩu vị cũng trở nên không tệ. Thứ hai, tâm tình của hai người không hiểu sao khá tốt, tựa như bóng đêm đen kịch mà dịu dàng bên ngoài cửa sổ kia. Dưới ngọn đèn lát đác của mấy nhà, mọi thứ đều bình thường, nhưng vô cùng đẹp đẽ. Ăn xong, Hằng Hà không nghĩ tới là Mặc Thần đưa cô đến một công ty bất động sản. Công ty này tên Khải Gia, hai chữ được viết trên bảng hiệu. Anh mang cô lên lầu, nhưng khi cô nhìn thấy anh lấy chìa khóa từ túi quần mở cửa công ty ra, vẫn hơi kinh ngạc. Sao anh lại có chìa khóa? Anh mua. Anh mua công ty này. Dưới ánh sáng u ám ở hành lang, anh quay đầu nở nụ cười với cô, khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Đúng vậy, anh mua. Công ty này không lớn không nhỏ, hơn 400 mét vuông, nhìn cái bàn có lẽ ngồi được khoảng 40 đến 50 người. Lúc này bóng đêm đã sâu, trong công ty không có một ai. Anh đi đến bên cửa sổ, hai tay đút trong túi quần,
nhìn cảnh đêm bên ngoài. Hàng Hà cầm lấy một số giới thiệu về công ty trên bàn nhìn. Có đầy đủ các hạng mục bất động sản của công ty. Trước đó cũng triển khai một số hạng mục nhỏ. Nhìn quy trình, chế độ quản lý và quy tắc, tư chất của nhân viên cũng không tồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh muốn đặt chân vào lĩnh vực bất động sản. Đúng vậy. Cô hiểu rõ, làm bất động sản cần phải chứng minh tư chất. Tự mình xin thành lập công ty quá chậm. Các công ty bất động sản vừa và nhỏ ở thành phố Lâm quá nhiều. Mua một công ty như vậy là thủ đoạn nhanh gọn nhất của Lâm Mặc Thần. Có rõ là công ty nhỏ này, anh có thể tham dự đấu thầu đất đai, nhận xây dựng công trình, hợp đồng với các bên xây dựng, hoạt động đầy đủ các hạng mục của công ty bất động sản. Tôi thấy công ty này phát triển không tồi, sao chủ lại chịu bán cho anh? Tại vụ của ông ta xảy ra vấn đề, nguồn tài chính bị gián đoạn nên phải sang nhượng. À, lại đây. Hàng Hà đi đến bên cạnh anh, cùng nhìn ngọn đèn yên tĩnh ngoài cửa sổ. Jason, chơi như vậy có phải lớn quá hay không? Hiện tại không phải thị trường nhà đất đang không tốt sao? Nghe nói các chính sách đều chèn ép, hơn nữa lĩnh vực bất động sản quá rộng lớn. Chữ rộng lớn này nhằm vào chính là ngành sản xuất trang phục, vốn đầu tư vào bất động sản, chu kỳ và sản xuất với mở đại lý trang phục không cùng một cấp độ. Anh nói rồi, anh làm việc trong nước chính là nhìn xu thế ngành sản xuất, quan tâm đến lợi nhuận. Lợi ích ở chỗ nào lớn, anh sẽ đi nơi đó. Anh cũng đã nói chuyện với rất nhiều người bạn. Cho dù hiện tại thần hồn nát thần tính, chỗ nào cũng không có lợi, nhưng anh đoán mùa xuân của bất động sản sắp tới rồi. Summer, anh không quan tâm người khác làm như thế nào. Anh chỉ quan tâm cái gì tốt với mình, phải làm như thế nào thôi. Cô bị cuốn hút vì loại cảm giác anh mang lại. Vì thế cô gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi. Cô nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ lớn dán cạnh tường. Đó là bản đồ khai phá thị trường bất động sản thành phố Lâm. Nhìn các mảnh đất đã bị các công ty bất động sản lớn chiếm giữ, nghĩ đến Lâm Mặc Thần sắp rút kiếm bước vào, không biết sẽ lại xuất hiện một màn mưa gió máu tanh như thế nào đây. Cô đang lặng lẽ xuất thần, Lâm Mặc Thần từ phía sau tiến tới, một tay anh đặt trên bản đồ. Hàng Hà cảm nhận được độ ấm trong ngực anh, mặt anh dường như đang dán vào gáy cô. Phát ngốc gì vậy? Anh khẽ nói. Cả người cô dường như bị anh ôm trọn. Trời đất rộng lớn, chỉ có hai người bọn họ. Đầu óc cô mơ màng, thiếu chút nữa đã sa vào bên trong sự rung động này. Cô bỗng nhiên cười, chui ra khỏi cánh tay anh, trốn sang bên cạnh, nói. Ông chủ, xin lỗi, tôi che mất tầm nhìn của anh. Anh im lặng, buông tay đút vào túi quần. Cô lập tức nhìn vào hai bên nói với anh. Công ty bất động sản lớn nhất thành phố Lâm là tập đoàn Dung Duyệt. Bọn họ cũng là bá chủ thương mại ở khu Tây Nam rộng lớn. Ngành kinh doanh trang phục của chúng ta vốn đã tập kích bọn họ. Hiện tại, nếu đầu tư vào bất động sản lại phải cạnh tranh với bọn họ lớn như vậy, áp lực của chúng ta cũng sẽ rất lớn. Lời của cô đã chỉ ra điểm quan trọng, nhưng Lâm Mặc Thần chỉ cười. Cho dù là nhược điểm của bất cứ kẻ nào, không thể giấu ở nơi khác mà giấu ở trong ưu thế của bọn họ. Lớn là ưu thế của Dung Duyệt, nó cũng là nhược điểm. Bọn họ có thể lấy được càng nhiều đất, phô trương thanh thế lớn hơn nữa, nhưng cũng là bọn họ rút dây động rừng, trước sau đều gặp khó khăn. Hơn nữa, quân số quá phân tán, ở mỗi một điểm cũng không thấy được là một đối thủ xuất sắc, hiểu rõ chưa? Cô loáng thoáng hiểu, nhưng đối với sự tính toán cụ thể của anh, cô vẫn còn chưa nghĩ ra được. Hai người yên tĩnh một lát, cô hỏi. Vậy còn anh, nhược điểm của anh là gì? Cô nghĩ ưu điểm của anh là tự tin. Lâm Mặc Thần hơi đăm chiêu nhìn cô. Cô nghĩ ưu điểm của anh là tự tin, thông minh, tàn nhẫn. Như vậy khuyết điểm của anh có phải cũng che giấu trong đó không? Quá tự phụ, làm việc không để lại đường sống. Không nghĩ đến, anh thản nhiên cười. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khi tôi yêu thương một người con gái, có lẽ cô ấy sẽ trở thành uy hiếp của tôi. Jason, anh cũng thật biết nói đùa, anh cũng không phải là người có tính cách như vậy. Vào đông, ánh mặt trời sáng tỏ, Lâm Mặc Thần và Mộc Hàng Hà ở trong phòng họp, nghe người của công ty bất động sản báo cáo. Trên tường chính là bản đồ đêm hôm đó, Lâm Mặc Thần dây lấy Mộc Hàng Hà,
đến nay nhìn thấy cô vẫn hơi xấu hổ. Có 5 mảnh đất có liên quan sẽ bị đẩy đi trong quý sau. Nhưng chúng tôi cho rằng mảnh đất có giá trị với phong thần chỉ có 3 mảnh. Tôn Chí, tổng giám đốc hiện tại của công ty bất động sản nói. Mảnh đất A ở trung tâm khu phố, khu vực tốt nhất, giá cả cũng cao nhất. Nhưng mảnh đất này không dễ lấy bởi vì đất xung quanh hầu như bị dung duyệt lấy hết rồi. Hơn nữa, diện tích mảnh đất này không lớn. Một mình chúng ta khai phá là tương đối có hạn chế. Dung duyệt nhất định phải có được nó. Quan hệ của bọn họ với chính phủ cũng rất tốt. Một mình chúng ta cạnh tranh mảnh đất này, chúng tôi cho rằng sẽ rất khó khăn nên không đặc biệt đề cử. Mọi người im lặng nghe, Hàn Hà cũng hiểu. Tổng kết mà nói, mảnh đất A khu vực tốt, giá cả cao, diện tích nhỏ, bên cạnh có cường địch, không thích hợp cho phong thần mới tiến vào ngành. Tùng Chí nói tiếp. Mảnh đất B và C cũng ở trong trung tâm khu phố, khu vực cũng không tệ, cũng là khu vực chúng ta có tiềm lực khai phá. Trong đó mảnh đất B diện tích lớn hơn một chút, đối với phong thần, tài chính khai phá sẽ hơi căng thẳng. Mảnh đất C là thích hợp nhất, cho dù là diện tích, vị trí, dự tính chi phí. Hơn nữa cạnh mảnh đất C còn có hồ nước nhỏ, phong cảnh tươi đẹp. Tóm lại, mảnh đất như vậy là lựa chọn hàng đầu để khai phá bất động sản. Không biết thái độ của Dung Duyệt đối với hai mảnh đất kia thế nào, nhưng bọn họ sẽ không cảm thấy hứng thú với những mảnh đất độc lập, diện tích nhỏ. Bọn họ đều chỉ làm hạng mục lớn. Hàng Hạ nghe thấy trước mắt sáng ngời, nói cách khác, mảnh đất C đối với phong thần mới là vào mục tiêu thích hợp nhất. Cô hỏi, vậy anh sắp xếp thứ tự cho ba mảnh đất này như thế nào? Tôn Chí chắc chắn đáp. C, B, A, xem như là thượng sách, trung sách và hạ sách đối với phong thần của chúng ta. Cô quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc Thần, đã thấy anh trầm ngâm im lặng. Họp xong, cô ngơ ngác làm việc bên ngoài trong chốc lát, không nhịn được gõ cửa gian phòng Lâm Mặc Thần. Anh là đang gọi điện thoại, trong miệng là tiếng Anh vô cùng lưu loát, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Cô chỉ có thể hiểu được một số cụm từ, cái gì một công ty, kiến trúc sư tốt nhất, thích hợp tham gia, lấy một mảnh đất, cô nghe mà tỉnh bơ. Đợi anh cúp điện thoại, bốn mắt lại nhìn nhau. Là ai vậy? Anh cười đáp. Một người bạn ở Mỹ, tên Anthony, làm kiến trúc sư, gọi anh ta đến đây, mang theo một tổng kiến trúc sư hàng đầu. Hàng Hạ có thể hiểu được Phong Thần là một công ty mới, ấn tượng thực lực đối với người khác, thua Dung Duyệt rất nhiều. Nhưng Lâm Mặc Thần là du học sinh từ Mỹ trở về, mang theo kiến trúc sư ngoại quốc, cảm giác của công ty mang lại sẽ khác biệt. Anh tính tạo ra vỏ bọc cho công ty ư? Lâm Mặc Thần nghe rõ, giọng nói đột nhiên trầm xuống. Em nói cái gì? Cô nhanh chóng đáp. Không nói gì hết. Hai người nhìn nhau một lát, Hàng Hà lại cảm thấy mấy ngày nay khi bàn chuyện công thì không tồi. Nhưng khi hai người ở riêng với nhau, ánh mắt anh lại trở nên bất người. Thấy vậy, lòng cô hơi bất ổn. Đi ăn cơm, vừa ăn vừa bàn chuyện bất động sản. Tôi định mời em. Còn chưa nói hết, di động đã vang lên. Anh nhìn thoáng qua, nhận điện. Hello, Serena. Nếu nói Trình Di Di khiến cho Hàng Hà cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng cũng không để trong lòng, còn Tiết Ninh mới là người cô thực sự để ý. Bởi vì trong tiềm thức của cô không thể không thừa nhận, các phương diện của bản thân đều kém Tiết Ninh rất nhiều. Loại cảm giác vô lực không thể đuổi theo này thực sự làm tổn thương tự tôn của người ta. Ai cũng đều cảm thấy Tiết Ninh và Lâm Mặc Thần thật xứng đôi. Tuy anh chưa từng nói ra, nhưng chẳng lẽ trong lòng không nghĩ như vậy? Cảm ơn em lần trước đã giới thiệu anh với phó thị trưởng Doãn. Thank you. Rồi anh lại mỉm cười. Tôi ra ngoài trước. Cô khẽ nói, đứng dậy định đi. Lâm Mặc Thần nói, Serena, chờ chút. Sau đó ngẩng đầu về phía cô. Summer, dỗ cái gì? Không phải anh bảo ăn cơm cùng anh sao? Anh đã đặt chỗ ở Thanh Việt Hiên, em thích rồi. Sau đó không đợi cô trả lời, tiếp tục nói với bên kia. Xin lỗi, tiếp tục nha. Hàng Hà hơi sững sờ nhìn anh, ánh mắt dừng ở di động bên tay anh. Vừa rồi khi nói chuyện, anh cũng không che điện thoại. Tiết Ninh ở đầu kia có lẽ đã nghe thấy hết. Lúc này anh đã cúp điện thoại đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi đến bên cạnh cô. Đi thôi.
Jason, anh nói như vậy, Serena sẽ hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta đấy, không tốt đâu. Anh chưa từng bắt đầu với cô ta sẽ không hiểu lầm đâu, chuyện liên quan gì đến anh chứ? Ánh mắt hai người lần lượt thay đổi, Hằng Hà không nói thành lời, xoay người đi ra ngoài. Anh không nhanh, không chậm đi đến bên cạnh cô, bỗng nhiên lên tiếng. Có cần anh lại gọi điện thoại cho Trình Di Di không? Trong lòng cô chấn động, cảm giác kia tự như con sông lớn yên lặng đã lâu tạo ra vết nứt. Anh là người xé toàn lỗ thủng ấy, vội vã đối mặt với cô. Anh không cần phải như vậy. Anh nên làm vậy. Hai người không nói gì nữa, chẳng mấy chốc đã ra khỏi văn phòng. Bên ngoài có 7-8 nhân viên, Lâm Mặc Thần đang suy nghĩ lát nữa ăn cơm sẽ tấn công người phụ nữ này như thế nào. Không ngờ Hàn Hạ đã cười lên tiếng. Lâm Tổng thấy mọi người vất vả nên mời mọi người đến Thanh Việt Hiên ăn cơm. Đồ ăn ở Thanh Việt Hiên vừa đắt vừa ngon, nhóm đồng nghiệp nghe xong tất cả đều ra hò. Cảm ơn Lâm Tổng, cảm ơn Jackson. Hàn Hạ cười trở về chỗ ngồi xuống. Quản lý Mộc, cô không đi à? Cô cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp. Tôi còn có việc, mọi người đi đi. Nhớ mang thức ăn về cho tôi. Hai tay anh đút trong túi quần, đứng ở chỗ cũ, nhìn bộ dáng lạnh lùng của cô, im lặng một lát, cười rồi bỏ đi. Mộc Hàn Hạ cũng không phải là thánh nhân, cô không có cách nào đối mặt với tình cảm rõ ràng của Lâm Mặc Thần, nên cô đành phải duy trì sự bình tĩnh. Huống hồ anh luôn là sự mê muội trong đáy lòng cô, vì vậy tâm tư cô vô cùng rối ren. Cô nhanh chóng chạy đến quán cà phê Thanh Du xả hơi, trốn ở chỗ này so với việc mỗi ngày ở trong văn phòng, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp, Lâm Mặc Thần còn dễ chịu hơn. Ánh mặt trời yên tĩnh ấm áp, Hà Hà ngồi một góc trong quán cà phê với những dự tính có liên quan đến phong thần. Tuy Lâm Mặc Thần coi thường cô, nói cô chắc chắn không tìm thấy nhà đầu tư, nhưng cô vẫn muốn thử xem. We bring great influence to the industry. To the industry, không phải in the industry. Sẽ mang lại ảnh hưởng to lớn cho ngành sản xuất. Lão Phương nói, trình độ khẩu ngữ lưu loát khiến Mộc Hàn Hà ao ước. Dân, cháu cảm ơn. Hàn Hà lập tức sửa lại. Cháu viết còn kém lắm. Ánh mắt Lão Phương vẫn còn dừng trên màn hình của cô, nhìn một lát nhưng thật ra lại hơi bất ngờ. Cháu phân tích thực sự rất thấu đáo, quan điểm cũng rất sắc bén, không tồi. Hằng Hà cười, cũng không khiêm tốn hay ngại ngùng. Cảm ơn sự khen ngợi của Lão Phương. Lão Phương cười hỏi. Nhìn tuổi của cháu vẫn còn trẻ, cũng khoảng 22, 23, đúng không? Cháu tốt nghiệp trường đại học nào? Hằng Hà đáp, cháu không học đại học. Qua hai ngày là cuối tuần, Hằng Hà dậy rất sớm, tới công viên gần quảng trường Thanh Du, đã có một số người đang tập thể dục buổi sáng. Cô chạy một vòng, không gặp được người quen, trong lòng hơi tiếc nuối. Đợi đến khi cô chạy được mấy vòng, nghỉ ngơi bên cạnh hồ, mới nhìn thấy một bóng dáng gầy gò, mặc quần áo thái cực, đang đánh thái cực quyền. Còn ai ngoài Lão Phương đây? Cô cười đi qua, vốn định chào hỏi, nhưng nhìn ông nhắm mắt, thần sắc chuyên tâm, khí chất thanh tú ôn nhã, nên không muốn quấy nhiễu. Đứng một lát, cũng học theo ông, đánh thái cực quyền. Lão Phương đánh xong bài quyền, vừa mở mắt, đã thấy cô gái bên cạnh, dường như đang khoa tay múa chân. Động tác tuy không lưu loát, nhưng nhìn rất có tinh thần. Ông cũng không ngạc nhiên, thu quyền đứng hỏi. Sao cháu lại tới đây? Đến tập luyện ạ. Gần đây luôn đến quán cà phê, không nghĩ tới bên cạnh lại có nơi tốt như vậy. Lão Phương, chẳng lẽ ông cũng cắm rễ bên cạnh quán cà phê tìm đầu tư ư? Lão Phương cười. Ừ, cháu ăn sáng chưa? Cháu chưa. Cùng đi ăn đi. Vâng ạ. Hai người ra khỏi công viên. Không xa có mấy khách sạn và cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hằng Hà đi đến một cửa hàng với ông, lại lên tiếng. Ăn cháo với trứng chim dưa muối. Đúng vậy, cháo nhà này nấu rất khá, không có mùi dầu muối. Chú thường xuyên tới nơi này ăn. Nhưng Hằng Hà lại thích mùi dầu muối. Cô suy nghĩ, quay đầu nhìn thấy cửa hàng mì chua cay cách đó không xa nói. Nếu không như vậy nhé, Lão Phương, chú đi vào ăn trước, cháu đi ăn bát mì chua cay rồi đến đây ăn cháo.
Ông cũng không miễn cưỡng, lắc đầu đi vào cửa hàng. Hàng Hà bưng bát mì chua cay đứng ở bên cạnh đường bắt đầu ăn. Lão Phương ngồi vào chỗ trong cửa hàng, cầm đũa, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, không nhịn được, đứng dậy đi ra bên ngoài. Sao vậy, Lão Phương? Sao cháu có thể đứng trên đường ăn chứ? Theo chú vào bên trong ngồi ăn đi. Hàng Hà không để ý còn miếng mì cuối cùng, sau đó cô ném bát vào thùng rác. Vậy chú chưa biết chúng cháu ở thành phố Giang đều như vậy hết. Cháu không có nhiều thời gian để ngồi xuống ăn. Lão Phương có chút đăm chiêu, gật đầu. Quá ra là thế. Mấy ngày sau, Hàng Hà đến công ty, vừa ngồi xuống không được bao lâu đã bị Lâm Mặc Thần gọi vào. Cô không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt anh luôn dừng trên mặt cô. Dù sao từ ngày cô từ chối ăn cơm với anh, đến làm tổ ở quán cà phê, hai người cũng đã 3 ngày không gặp. Mấy ngày nay em bận gì vậy? Nhiệm vụ anh giao cho ở quán cà phê Thanh Du. Có thu hoạch được gì không? Chưa có gì, anh hy vọng tôi có thu hoạch gì. Anh nhìn cô một lát, mỉm cười. Em thông minh, linh hoạt, tốt bụng, quyết đoán, nhưng không thiếu dạ tâm. Anh phái em đến quán cà phê lập nghiệp, chính là cho rằng em có thể vì anh tạo ra sự vô hạn. Hàng Hà ngẩn người, cô theo anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy anh đánh giá mình cao như vậy. Nghĩ thầm, không phải vì theo đuổi cô nên mới dỗ cô như vậy chứ. Nhưng trong lòng cô cũng rõ ràng, Lâm Mặc Thần không phải là người công tư không rõ ràng vì theo đuổi một cô gái, nếu anh đã nói là thật lòng. Trong lòng cô một chút xúc động thoáng qua, không thể bình tĩnh được, nhưng cô lại thản nhiên đáp. À, Lâm Mặc Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt né tránh của cô, trong lòng cũng nảy sinh chút cảm xúc quẩn quanh. Hiện tại anh đã hiểu rõ loài cảm xúc này gọi là yêu thương, anh muốn có được loài cảm xúc này của cô, tạm thời ẩn nhẫn, đánh từng bước một. Gần đây em gặp những người nào ở quán cà phê? Phần lớn là người lập nghiệp, cũng có mấy nhà đầu tư, nhưng không nói chuyện sâu. Tôi cũng có kết bạn, thành thật đối đãi với một số người, nhưng người tôi thích nhất chỉ là một ông lão nghèo thôi. Cô nói úp úp mở mở, nhưng Lâm Mặc Thần cười khẽ nói, đừng giả ngu, trong lòng em tất nhiên là rõ ràng. Cô lại cười, không trả lời. Ánh đèn mới lên rực rỡ, Tổng Giám đốc Thai Dĩ, bộ phận bất động sản tập đoàn Dung Duyệt và mấy Tâm Phúc đang ở trong phòng họp. Đây không phải là cuộc họp lớn, mà chỉ thảo luận vấn đề liên quan đến phong thần thôi. Tuy nói Trương Diệt Phóng cũng biết sự tồn tại của người tên Lâm Mặc Thần này, nhưng thân là chủ tịch tập đoàn trăm triệu, tất nhiên không thể tự mình can thiệp vào vấn đề liên quan đến phong thần. Đối với kế hoạch bắn tỉa, phong thần tất nhiên là rơi xuống Thai Dĩ, phụ trách bộ phận bất động sản. Một gã quản lý nói, Tha Tổng đã rõ rồi, tháng sau phong thần sẽ xuống tay với mảnh đất ABC tham gia đấu thầu của chính phủ. Năm nay Tha Dĩ 35 tuổi, làm việc cẩn trọng, chắc chắn, bởi vì là một cựu thần của Trương Diệt Phóng, nên hắn cũng kế thừa sự tàn nhẫn của Trương Diệt Phóng. Hơn nữa, Trương Diệt Phóng cũng không đánh giá cao thằng nhãi Lâm Mặc Thần, cũng ra lệnh cho Tha Dĩ không cần phải vội vàng. Theo bản năng hắn hỏi, tin tức có thể tin được không? Tin được, công ty bất động sản Lâm Mặc Thần thu mua không phải kín, không có kẻ hở. Nói không chừng, mấy ngày nữa kế hoạch của bọn họ sẽ bị tiết lộ. Thái Dĩ cười nói, dựa vào thực lực của bọn họ, không có khả năng lấy được cả 3 mảnh đất. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, diện tích vừa phải, mảnh đất có tiềm năng tăng giá trị, nhất định là thứ người mới như bọn họ theo đuổi. Tôi đoán Lâm Mặc Thần sẽ lựa chọn mảnh đất C, tiếp theo là B, cuối cùng là A. Thà Tổng, anh dự đoán quá chuẩn, nghe nói mục tiêu trả giá của bọn họ cũng là như vậy. Tha Dĩ cười thâm trầm. Nếu thật sự để cho bọn họ lấy được mảnh đất C, như vậy bọn họ có thể đứng vững gót chân ở thành phố Lâm. Dung Duyệt phải lấy được cả 3 mảnh đất, nhất là mảnh đất C sẽ trở thành hạng mục quan trọng trong năm nay.
dốc toàn bộ tinh lực, đưa ra tài nguyên tốt nhất, không được cho Lâm Mặc Thần có bất cứ cơ hội nào. Gió thổi, màn đêm rét lạnh, Hằng Hà xuống xe, ngẩng đầu nhìn hồ nước tối đen, rừng cây dây quanh, một tòa hội sở đứng sừng sững nơi đó. Nơi này là ngoại thành, vô cùng yên tĩnh. Cô vào hội sở, đi được một đoạn đã tìm thấy căn phòng Lâm Mặc Thần đặt riêng. Khẽ đẩy cửa. Dưới ngọn đèn yên lặng, Lâm Mặc Thần tựa vào sofa, bên cạnh là hai người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi. Anh nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười với bọn họ nói. Daddy Summer. Hai người ngoại quốc đều mặc áo sơ mi phẳng phiu, nháy mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mộc Hoàng Hà cảm thấy ánh mắt họ hơi kỳ lạ, quả nhiên nghe thấy bọn họ loáng thoáng nói. Your girl, she is beautiful. Sau đó Lâm Mặc Thần ừ một tiếng. Cô làm như không có việc gì, đi qua cười chào hỏi hai người ngoại quốc. Người cao là tổng kiến trúc sư anh mời đến, Anthony. Người gầy là trợ thủ của anh ta. Sau khi bọn họ đến Trung Quốc, Lâm Mặc Thần vẫn để cho họ ở lại hồ sở, thiết kế phương án ở nơi này, hoàn toàn kín, không có kẽ hở. Hôm nay anh gọi Mộc Hoàng Hà tới là để nghe bọn họ nói về phương án thiết kế cuối cùng. Ba người bọn họ lại dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, cực kỳ lưu loát, lại pha tạo chút từ địa phương ở Mỹ. Hoàng Hà yên lặng ngồi bên cạnh Lâm Mặc Thần, chỗ hiểu, chỗ không. Đột nhiên anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi, nghe hiểu không? Cô lắc đầu. Thành tích trung học của em không phải rất tốt sao? Về sau còn rất nhiều trường hợp phải dùng đến tiếng Anh đấy. Những lời này chạm đến tâm sự bấy lâu nay của Hoàng Hà. Cô nói, tôi nghĩ sau này phải ra nước ngoài mới được. Anh giật mình. Muốn đi đâu? Nước Mỹ. Nước Mỹ cũng rất tốt. Muốn đi Mỹ làm gì? Nếu có thể, muốn đi du học. Em muốn đi đâu cũng được. Anh khẽ nói. Trong lòng Hằng Hà chấn động, thấy ánh mắt anh như vực sâu vạn trượng, chỉ cần không chú ý sẽ rơi vào ngay. Cô cúi đầu tránh ánh mắt anh. Nếu không phải bên cạnh còn hai cái bóng đèn lớn, Lâm Mặc Thần rất muốn cầm tay cô, muốn mê hoặc, không muốn tha thứ cho sự né tránh của cô. Bốn người vào phòng họp, Anthony bắt đầu giải thích phương án thiết kế của anh ta. Tuy nghe hoàn toàn không hiểu, nhưng kết hợp với thuyết minh và hình ảnh, Hằng Hà cũng hiểu tương đối. Đối với trình độ xây dựng bất động sản hiện nay ở thành phố Lâm, Anthony cho đánh giá không tồi, nhất là địa ốc của Dung Duyệt. Tính hợp lý được chú trọng trong thiết kế căn hộ, xanh quá và chất lượng đều tốt. Tuy sức chứa quá đông, nhưng so với những thành phố điên rồ anh đã thấy ở Trung Quốc thì địa ốc không thay đổi quá nhiều. Anthony nói, nhưng những thiết kế tòa nhà này đều thiếu linh hồn. Jason, cậu luôn là người bắn tỉa phá dỡ ngành sản xuất. Kế hoạch tới thiết kế cho cậu nhất định không giống người thường. Người khác sẽ cảm nhận được sự đồng cảm linh hồn. Cho dù mục tiêu của cậu là mảnh đất A, B hay C, tớ đều hy vọng có thể giúp cậu chiến thắng được đối thủ càng mạnh. Anh ta chiếu lên một video bức tranh ba chiều. Đầu tiên xuất hiện hình ảnh sương mù. Trong sương hiện lên khu rừng, chim hót, tiếng nước suối, ánh mặt trời xuyên qua. Người ta như thực sự đặt mình trong khu rừng. Ánh mặt trời càng ngày càng rực sáng, sương mù tan đi, hóa ra đó không phải là khu rừng, mà là những cái cây cao, thấp, không đồng đều. Mấy tòa nhà màu xanh, yên tĩnh, đứng sừng sững trong đó. Đó là tòa nhà của chúng ta, Anthony khẽ nói. Cô rất thích phong cách mở màn cổ điển yên bình như vậy. Cẩn thận tỉ mỉ, sẽ phát hiện khắp khu vực không giống như tiểu khu bình thường, mà dựa theo địa hình hơi nhấp nhô, mấy loại cây táo, cây lựu, cây hợp quan, cây bạch quả đang xen vào nhau. Nếu bạn đi trong con đường trong rừng, hoàn toàn không có cảm giác đây là tiểu khu nhân tạo, mà chỉ là khu rừng đẹp đẽ, yên tĩnh. Nước từ cái hồ phía xa đưa tới, quẩn quanh giữa mấy tòa nhà. Dòng nước này gọi là dạ quang, bởi vì chọn cảnh trong video là ban đêm. Trăng sáng treo cao, bầu trời ở trên, tòa nhà ở dưới. Cảnh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy như ở trong chốn bồng lai tiên cảnh. Sau đó, bước vào trong tòa nhà, đầu tiên là cửa hiên dưới lầu, không phải là đại sảnh nguy nga lộng lẫy như hiện nay, chỉ là một cánh cửa tĩnh mịch. Trên tường là màu trắng mộc mạc, ngọn đèn chùm như thời Trung Cổ,
ngọn đèn ấm áp chiếu ra bụi cỏ và con đường mòn trước cửa. Các căn hộ đều gồm hai tầng rộng, tầm 80-90 mét vuông, vuông vắn, sáng sủa. Hơn nữa, tòa nhà được thiết kế theo kiểu ống lồng, cảnh quan lại thiết kế theo phong cách bao quanh, nên nhìn từ cửa sổ của từng hộ gia đình, bạn có thể nhìn thấy dòng sông xanh biếc, mà ở trong màn sương mỏng, nhìn từ bên ngoài các tòa nhà cách xa nhau, tựa như thế giới trần thế. Phần đặc sắc nhất là ban công của từng căn hộ, những loại cây xanh đã chuẩn bị xong rồi, do một người bạn của Anthony là kiến trúc sư thiết kế cảnh quan xuất sắc nhất nước Mỹ chịu trách nhiệm. Khi bạn đứng ở ban công nhìn ra, sẽ cảm thấy trong tầm tay bạn là màu xanh biếc. Đó chính là một phần khung cảnh từ ngoài cửa sổ. Như thể màu xanh tươi tốt đang cháy vào nhà bạn. Bởi vì phần lớn diện tích khu vực dành cho cảnh quan, nên trong tiểu khu không có hội sở, không có cửa hàng, không có khách sạn. Tất cả đều di chuyển đến bãi đậu xe ngầm. Các phương hướng đều được thiết lập an ninh chặt chẽ. Ngoài ra, ở góc tây bắc của tiểu khu sẽ tập trung xây dựng một trường tiểu học. Bạn phải trả rất nhiều tiền mới được vào học. Giá cả ở khu nhà này đắt hơn 1/3 so với bình thường. Nhưng vì khu vực này chỉ nằm trong tầm kiểm soát của gia đình, nên tổng giá trị cũng không quá cao. Jason, làm xong hạng mục này, cậu nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Toàn bộ cư dân thành phố Lâm nhất định muốn mua căn hộ của cậu. Anthony nói. Lâm Mặc Thần đáp. Đúng là điều tớ nghĩ. Hiện tại tổng thể thị trường bất động sản đang xuống dốc. Tớ phải làm ra sản phẩm chống lại. Anh quay đầu nhìn Hàng Hạ. Em cảm thấy thế nào? Vừa nghe xong tập 9 Mạc Phụ Hàng Hạ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.